Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, thai phụ là đối tượng nguy cơ cao đối với bệnh COVID-19 và một số suy nghĩ sai lầm phổ biến có thể gây nguy hiểm cho chính thai phụ và đứa bé. Có 3 lý do khiến bệnh COVID-19 trở nên đặc biệt nguy hiểm với thai phụ. Một là tình trạng mang thai làm hệ miễn dịch của cơ thể kém đi, do đó thai phụ dễ mắc COVID-19 và khi mắc sẽ nặng hơn bởi hệ miễn dịch là pháo đài chính giúp chống lại căn bệnh. Thai phụ mắc COVID-19 rất dễ bị viêm phổi, Hai là khi mang thai, việc hô hấp của thai phụ sẽ không được thuận lợi như người thường vì dung tích phổi giảm do bị thai đẩy lên trên. Ba là cơ thể sẽ phải nuôi đến hai người mà khi mắc bệnh thì khả năng ăn uống thường giảm, như vậy thì sẽ không đủ dinh dưỡng, không đủ sức nuôi bào thai, dẫn đến nguy cơ sinh non nhẹ cân. Vì vậy, đầu tiên là thai phụ phải lo tiêm ngừa đủ hai mũi càng tốt. Ở các nước trên thế giới, thai mấy tuần tuổi đều tiêm được hết cấu trúc của các vaccine COVID-19 hoàn toàn không ảnh hưởng đến thai nhi. Cần tránh ba quan niệm sai lầm. Tiêm ngừa xong phát hiện là có thai vội hoảng hốt, thật ra không sao hết. Thứ hai là chờ cho thai lớn một chút rồi mới tiêm, cũng sai. Thứ ba là không tiêm khi gần sinh mà chờ sinh xong mới tiêm, cũng sai. Trong thời gian chần chừ trừ này mà lỡ mắc bệnh thì cực kỳ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé. Nếu thai phụ lỡ mắc Covid-19, cũng có một quan điểm sai lầm cần lưu ý, đó là sợ uống thuốc, dù bác sĩ đã kê toa. Nên nhớ nếu mình bị Covid-19 nặng lên, con mình sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vì vậy, thuốc nào cần thì phải uống, thuốc nào thuộc nhóm không ảnh hưởng tới thai thì mình cứ mạnh dạng xài, nhóm nào cần cân nhất thì mình hỏi bác sĩ, cái nào bác sĩ đã cho thì phải xài, mẹ phải khỏe thì con mới an toàn. Song song đó, thai phụ mắc Covid-19 cần cố gắng ăn uống. Nếu gặp khó khăn vì mất vị giác, khứu giác thì chia nhỏ bữa ra, chọn thức ăn dễ tiêu. Nếu chưa được đưa đến bệnh viện thì phải theo dõi sát các dấu hiệu giảm oxy để gọi cấp cứu ngay khi có sự bất ổn. Dù đang ở nhà hay ở bệnh viện, phụ nữ mang thai cũng nên tập thở nhưng tập nhẹ nhàng, đừng cố gắng quá sức như người bình thường. Nếu thấy bị tức là mình đã tập hơi quá, bớt lại, gia đình cũng cố gắng giúp thai phụ bình tĩnh vượt qua cơn bệnh.